Vào lúc 5 giờ 20 phút sáng nay, tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu đã xảy ra vụ cháy ở công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Hoàn và công ty May Châu Hưng. Thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt nguồn từ một phân xưởng chế biến gỗ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Hoàn, sau đó lan sang công ty May Châu Hưng. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Ngoài ra, các cơ quan chức năng, công an huyện tới điều tiết giao thông để hỗ trợ công tác chữa cháy. Ở cháy tôi phát hiện ra từ lúc đúng chính xác nhìn thấy là 5 giờ 20. Bán hàng ở bên kia đường thì mới biết chứ ở trong nhà làm hàng trong nhà thì không biết. Thì là thấy bắt đầu mà mới nhìn thấy là thấy khói nó đi bay ở xuôi, thì cũng chỉ nghĩ là nhà bà ấy mọi khi là cứ sáng ra tầm sáng là bà ấy hay sang đốt những cái mùn rất vớ vẩn thôi. Thế nhìn lên lần nữa thì bắt đầu mới thấy sáng. Thế là chạy sang gọi thì xa đến nơi là cứ thấy là bùng 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 nên là cháy to thôi. Do bên trong hai công ty có vật liệu là gỗ, vải dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất dữ dội. Sau 6 tiếng đồng hồ, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.